Cảm ơn quý vị dẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin Á Châu. Bản tin đầu tiên đến từ Nam Hàn. Nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến lần đầu tiên nhận được tiền bồi thường. Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 20 tháng 2, gia đình một nạn nhân Nam Hàn bị cưỡng bức lao động thời chiến đã nhận khoản bồi thường từ tập đoàn Hitachi Zosen của Nhật Bản. Theo một phán quyết của tòa án tối cao Nam Hàn, đánh dấu trường hợp đầu tiên một nạn nhân nhận khoản bồi thường như vậy. Luật sư đại diện cho gia đình của nạn nhân nói trên cho biết gia đình đã nhận được 44.830 Mỹ Kim từ tòa án quận trung tâm thủ đô Seoul. Số tiền này trước đó là khoản ký gửi thế chấp của tập đoàn Hitachi Joseon. Khoản tiền được chi trả sau khi tòa án tối cao Nam Hàn yêu cầu Hitachi phải bồi thường 37.500 Mỹ Kim cùng với tiền lời để bồi thường cho những tổn hại mà nạn nhân họ Ly phải gánh chịu do bị ép buộc làm việc tại xưởng đóng tàu của tập đoàn này trong thời kỳ đô hộ của Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945. Hitachi đã ký gửi khoản thế chấp nói trên ngay sau khi tòa án Seoul đưa ra quyết định tương tự vào tháng 1 2019. Đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà một công ty Nhật Bản liên quan đến vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến nộp tiền cho một tòa án ở Nam Hàn. Sau đó phía gia đình nạn nhân đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận khoản tiền bồi thường này. Một số nạn nhân lao động cưỡng bức ở Nam Hàn và gia đình của họ đã thắng kiện các công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, tính đến nay chưa có báo cáo về bất kỳ khoản bồi thường tự nguyện nào đến từ các công ty Nhật Bản. Tàu chiến của Hoa Kỳ cùng với tàu chiến của Nga và Iran góp mặt tại cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Milan 2024 tại Visa Kapanam của Ấn Độ, diễn ra từ ngày 19 cho tới ngày 27 tây tháng 2. Trang tin Navy Recognition bình luận, đây không chỉ đơn thuần là sự hợp tác của các lực lượng hải quân, mà còn là một sự kiện ngoại giao quan trọng, nhấn mạnh tới sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Ấn Độ trên toàn thế giới trong một hành động chưa từng có tàu chiến của hoa kỳ iran và nga đã cùng nhau tham gia cuộc tập trận bất chấp tình trạng căng thẳng đang diễn ra giữa các bên bao gồm sự can dự của hoa kỳ vào cuộc xung đột giữa ukraine và nga hay là các quốc gia phương tây đổ lỗi cho iran hậu thuẫn do cho phiến quân houthi trên hồng hải kịch bản này nhấn mạnh sự tôn trọng và sức nặng ngoại giao mà ấn độ đang nắm giữ vai trò của Ấn Độ với tư cách là chủ nhà cũng là trung gian hòa giải trong lúc tình cảnh quốc tế hiện nay là rất quan trọng. Theo trang tin Navy Recognition thì cuộc tập trận mang tên Milan 2024 đã vượt qua mục tiêu chính đó là gia tăng tình hình an ninh hàng hải và sự an toàn thương mại hàng hải. Milan là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia diễn ra hai năm một lần, bắt đầu kể từ năm 1995 với sự tham gia ban đầu của các nước như là Indonesia, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan, phù hợp với chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thưa quý vị, hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn đưa tin, ông Kim Jong-un vừa nhận được món quà là một chiếc xe hơi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để sử dụng cho mục đích cá nhân. Chiếc xe do Nga sản xuất được đưa phía Nga bằng giao cho các trợ lý hàng đầu của ông Kim. Cũng theo KCNA, bà Kim Jo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, đã lịch sự chuyển lời cảm ơn của ông Kim Jong-un dành cho ông Putin tới Nga. Đồng thời nói rằng món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu. KCNA không cung cấp thông tin cụ thể về chiếc xe cũng như cách vận chuyển xe từ Nga sang Bắc Hàn. Ông Kim được cho là một người đam mê xe hơi và có bộ sưu tập gồm nhiều xe sang của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Vào tháng 9 2023, khi đến thăm một sân bay vũ trụ của Nga ở vùng biển Đông, ông Kim đã đi xem chiếc limousine Aurus Senat của Tổng thống Putin và được nhà lãnh đạo Nga mời lên ghế sau. Bản thân ông Kim đã tự lái một chiếc Maybach đến địa điểm nói trên xe được vận chuyển từ Bình Nhưỡng trên đoàn tàu đặc biệt của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Hãng tin Reuters cho biết chiếc xe đó và những chiếc xe khác mà ông Kim từng sử dụng, bao gồm một vài xe limousine Mercedes, một xe Rolls Royce Phantom và một xe thể thao đa dụng Lexus, đều thuộc danh mục hàng hóa xa xỉ mà các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm xuất cản sang Bắc Hàn. Chính trường tại Thái Lan trước khả năng ông Thaksin tái xuất Nhật báo Bangkok Post mới đây trích dẫn lời Thủ tướng Thái Lan là ông Sveta Thavisin nhấn mạnh rằng việc ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra là phù hợp với các quy định của hệ thống tư pháp. Ông cho rằng người dân tại Thái Lan sẽ vui mừng nếu việc ân xá ông Thaksin dẫn đến một chính trường tốt hơn tại quốc gia này. Theo thủ tướng hiện nay thì nếu cụ cựu thủ tướng Thaksin có lời khuyên nào cho chính phủ thì sẽ được các bộ trưởng nồng nhiệt đón nhận vì cựu thủ tướng Thaksin có những ý tưởng tốt cho đất nước Thái Lan và ông đã tích lũy được kinh nghiệm khi ông ở nước ngoài. Cựu thủ tướng Thaksin đã rời bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở thủ đô Bangkok cùng với hai người con gái vào sáng sớm 18 tháng 2 việc ông trở về sau thời gian bị giam giữ và 15 năm sống lưu vong tại nước ngoài dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, nhận định về những sự kiện nói trên, thì sự hiện diện của ông Thaksin sẽ thay đổi ngay lập tức cục diện chính trị tại đất nước Thái Lan. Thủ tướng hiện nay là ông Sretar, người thuộc đảng Phiếu Thai đã bác bỏ những lo ngại về khả năng ông sẽ chuyển giao quyền lực chính trị của mình cho ông Thaksin còn đảng tiến lên là đảng đối lập chính tái khẳng định sự quan điểm cho rằng mặc dù đảng này tin là ông thái xỉn trong nhiều năm qua là nạn nhân của tình trạng binh biến thế nhưng sẽ là điều sai trái nếu như liên minh do đảng phiêu thai dẫn đầu ưu ái ông thái xỉn để bù đắp cho ông tuy nhiên khả năng ông thái xỉn quay lại chính trường đang vướng phải hai vấn đề lớn đó là sức khỏe của ông và nguy cơ ông phải đối diện với cáo buộc khi quân Chiến sự tại Rafah sẽ gây thảm họa cho khoảng 1,5 triệu người. Liên minh châu Âu vừa kêu gọi Israel không nên thực hiện chiến sự tại Rafah. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu cho rằng, động thái này sẽ gây ra thảm họa cho khoảng 1,5 triệu người tị nạn đang nương náu ở thành phố rìa của phía nam giải Gaza. Phát biểu trước hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Brussels của nước Bỉ, Ngoại trưởng Ireland Michael Martin nhấn mạnh, việc tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah là điều thảm khốc và vô lương tâm. Israel đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào Rafah nếu phong trào Hồi giáo Hamas không trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ ở Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 tới đây. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell nhấn mạnh, toàn khối cần tiếp tục gây áp lực lên Israel để buộc nước này phải hiểu rằng có rất nhiều những con người trên đường phố Rafa và các cuộc tấn công nếu có sẽ không thể tránh khỏi thương vong cho dân thường. Điều này chắc chắn đi ngược lại với luật nhân đạo. Về phần mình, ngoại trưởng Đức là Annalena Baerbock kêu gọi Israel tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo cho phép người tị nạn trở về nhà tại phía bắc Gaza đại diện chính phủ đức cũng lo ngại về kế hoạch tấn công của israel ở rafah bởi rất khó để đánh giá chính xác tình hình nhân đạo liên quan và đó sẽ là một thảm họa liên quan tới xã hội của nhật bản thì tại quốc gia này có những rắc rối xảy ra khi những người vợ phải đổi họ theo chồng Akiko Sakawa là một nhân viên văn phòng ở thủ đô Tokyo chia sẻ về cơn ác mộng của cô khi cô phải đối mặt với thủ tục hành chánh đổi họ sau khi cô kết hôn. Điều này không chỉ đòi hỏi cô phải thay đổi thông tin trên passport và giấy tờ tùy thân mà còn phải cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu vợ chồng phải sử dụng cùng họ, và điều này đã gây ra nhiều phiền toái cho phụ nữ mặc dù đã có đề nghị thay đổi quy định từ nhiều năm trước đây thế nhưng cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ điều luật nào được sửa đổi chính thức các nhà hoạt động cho quyền bình đẳng giới tính cho rằng quy định này là dấu hiệu của tư tưởng gia trưởng lỗi thời về quyền bình đẳng giới tính tại nước nhật còn các thành viên bảo thủ của đảng dân chủ tự do cho rằng việc sửa luật sẽ ảnh hưởng tới các giá trị truyền thống làm suy yếu tính thống nhất của gia đình và gây bối rối cho trẻ em các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp cao cấp cũng đang đẩy mạnh chiến dịch thay đổi quy định này, đồng thời thúc đẩy cho một văn hóa doanh nghiệp linh hoạt hơn tại Nhật Bản. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền và nhiều người dân tại Nhật Bản cũng đang cùng nhau tìm cách thúc đẩy sự thay đổi để giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ trong một xã hội và trong giới kinh doanh. Sang qua nước Úc, một người phụ nữ ở độ tuổi 70 đã sống cùng với thi thể của người anh trai trong khu nhà ở công cộng trên đường Brussels, khu đô thị Newtown ở thành phố Geelong, phía tây nam Melbourne. Newtown được coi là khu dân cư khá giả, nơi giá nhà trung bình hiện ở mức 1,1 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát phát hiện ra điều này sau khi bắt giữ người phụ nữ vào ngày 29 tháng 12, 2022 vì một vấn đề công cộng không liên quan đến cái chết của người đàn ông. Người phụ nữ được cho là đã ngủ cạnh xác chết của anh trai trong khoảng từ 2 cho đến 5 năm. Nico Stratton, hàng xóm của bà này cho biết, cảnh sát mang đi là một bộ xương không còn là thi thể. Theo sở cảnh sát Victoria, họ đã đến hiện trường để tiến hành kiểm tra phúc lợi của người đàn ông khi thi thể của ông được phát hiện. Người phụ nữ đã được thả mà không bị buộc tội liên quan đến cái chết của người đàn ông. Nhân viên điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của cái chết này. Căn nhà đã bị bỏ trống hơn một năm, dự kiến được nâng cấp vào cuối năm 2024.